Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và Di Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ anh em ơi. Và hôm nay thì Khải cũng sắp xếp thời gian sang ít bot lệnh bài bot xanh cho anh em xem. Có ra mua nhưng mà không có ai bán anh em ơi. Cái này dường như là có người đặt hàng hết rồi. Khải qua mua bữa giờ thì trả được bao nhiêu cả. Có khoảng hơn được 10 cái thôi. Mà bây giờ Khải vẫn đang ra mua nha anh em. Ai có bán thì 300 xu Khải mua, Khải sang bot chơi cho anh em xem video làm clip anh em xem nha. Khải thu 300 một con bot nha anh em. Đó. Chúng mình trước mắt thì lần đầu tiên thì Khải chỉ đánh khoảng tầm 10 con thôi, test thử 10 con đầu tiên thử như thế nào cho anh em xem nha. Và anh em là có lệnh bài boss thì cứ BM bán Khải mua 300 xu một con nha anh em ơi. Ok, bây giờ Khải sẽ chính thức đánh cho anh em xem. Nói chung đánh khoảng 10 con thì Khải đánh khoảng tầm khoảng 5 phút là xong rồi. Ok, bây giờ thì rồi hiện tại bây giờ thì Khải cũng đang đứng tại khu vực này. Đó. Khải chủ yếu là Khải đánh cũng đường môn Khải thôi. Còn lại máy khác thì cỡ nó anh em, tại vì ở đường môn Khải danh vọng 2k2, phụ diện cũng khá là cao. Ok, bây giờ Khải sẽ ăn may mắn nữa. Đây, một cục may mắn này. Cục thứ hai quá tửu này, có tất bật rồi. Ok. Thiếu Lâm thì Khải không cho đánh rồi, Thiếu Lâm Khải cho đứng im một chỗ đỡ tanh rồi. Thiếu Lâm thì Khải không cho đánh rồi. Đây, Khải cho Thiếu Lâm đứng tanh này. Tách theo sâu mấy con kia đi. Thiếu Lâm không theo sâu Thiếu Lâm này. Không theo sâu luôn này. Không theo sâu luôn này. Rồi ok. Khải sẽ cho Thiếu Lâm là đứng ngồi này, tôi đứng tanh. Đứng tanh bot. Rồi. Năm đọc ở đâu đây? Rồi ok. Khải cho xuyên tâm độc thức. Xuyên tâm độc thức với lại bằng độc thức tâm. Rồi ok. Năm đọc sẽ đứng cách bùa thôi. Rồi, bây giờ Khải sẽ đánh cho anh em xem. Anh em xem thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ cho mình em ơi. Ở Khải đứng ngay ghép lát này, đỡ khỏi đỡ tốn bóng. Rồi, còn em đọc đứng trong ngày mì cắt bùa. Rồi, ok. Khải sẽ đứng thả chỗ con Thiếu Lâm này nè. Cho nó chặn chặn lại xíu đánh nha. Ok, coi con đầu tiên con boss gì đây. Để Khải cánh phi tốc đại lực cho nó nhanh. Đại lực này, phi tốc này. Rồi, đánh rồi bối đồ cho anh em xem cho vui nè. May mắn cái cánh rồi nha anh em. Hiện tại Khải đang cầm nó hút nội lực nên là đánh chứ không tốn mana gì đâu nha anh em ơi. Ok, work. Cần 20 vạn, ok, để giờ Khải lấy tiền nè. Cần 20 vạn mà nãy giờ Khải không để ý nè mày. 20 vạn 10 con hết 200 vạn, ok. Chuẩn bị thùng vạn luôn. 200 vạn là 10 con, càng nãy. Tính ra vừa tốn xu mà vừa tốn vàng nha anh em. À, nói chung là bên server kia là Khải đánh thì không có tốn vạn đâu. Bên server này tốn 20 vạn một con cũng được thôi. Giờ lái nha nè. Nói chung lái thêm vạn nè. Một con 20 vạn hả? Khải sẽ cầm 200 vạn. Rồi. Rồi, Khải sẽ boss đây. Con đầu tiên hỏi gì đây? Hờ kim. Phải rồi, nằm động rồi, cắt bùa rồi. Rồi, người mày đứng trong bút rồi. Thiếu Lâm đứng tanh này. Rồi, bút thôi. Năm đọc là nó bật năm đọc đánh mạnh mạnh thế, năm đọc đánh. Đó, năm đọc bút các kiểu rồi. Người mày phang nào. Người mày cho bút 9500 1500. Ồ, kim đánh hơi chua anh em, vãi nồi. Hồ kim đánh hơi bị khó. Đánh trúng hồ kim châu vãi nồi nè. 10 con hơi bị canh ấy. Rồi ông Thiếu Lâm nó dậu dậm phụ tí nè. Tí nữa gần chết Thiếu Lâm rút ra. Đó. Tại vì giỏi thôi. Đánh gần chết thì Thiếu Lâm rút ra. Khi nào boss đánh mình chết không trời. Rồi anh em thấy hút máu không vãi luôn. Khi nào cũng xanh giết mình chết trời. Hơi dù này hơi canh nè. Cái này anh vì tóc nè. Cầm nó hút nó là đánh vô tư nha nè. Nó hút nó là đánh chắc cả ngày không hết mình mà nào luôn. Chứ cầm máu cho vui thôi nè. Đại lực. À, lấy hồi kim giữ chân tí. Vẫn đang mua lệnh bài bot nên mà có vì em phải book bài book Khải nha nè. Khải sẽ làm series khoảng 10 tập sang bot bot xanh cho anh em xem.
Thì một lần thì cố gắng thì mua khoảng 20 đến 20 con là sang được rồi anh em, tại vì bot này nó cũng khó đánh, cũng không nhanh lắm, tại vì tầm này thì một đường môn cứa một năm đọc bùa thì cũng hơi lâu. Đam trúng hoặc kim mà đam hơi chậm thôi. Anh em đang xem thì đừng quên cho Khải một like nha anh em ơi, một like chia sẻ video này. Rồi, kia có khi nào ra nó top 30 sát thương các kiểu ta. Tại vẫn đang còn mấy mấy này mày. Khải mới cắn mấy mấy nên là chưa hết được đâu. 30 phút mới hết bình quá tử. Khải dặm gần chết, Khải ngừng lại cho đường môn kết thúc là được. Tại vì đường môn Khải danh vọng các kiểu thì nó sẽ nhiều hơn mấy cờ lon. Dặm gần chết ngừng là được nha. Một năm đọc thì Khải chỉ đỡ hai cái bùa thôi anh em ơi. Còn sau hình Khải không đỡ nên là chắc chắn sẽ anh em bảo là sợ rút độc của năm đọc không có đâu anh em ơi. Năm đọc Khải không có đỡ sau hình nha. Năm đọc Khải chỉ cắt hai bùa thôi, sau hình Khải không có đỡ. Rồi, ui, thấy một tàu tiễn nha. Ở cái gì vậy? Tàu tiễn Sida. Trời ơi, phải lên tàu tiễn cấp 1. Áo Sida. Hai cái giáp, trời không có phục hồi. Hai cái sida này mà đứng nằm đọc gì bán đồ đã chụp cho nằm đọc là nó thu hết đồ gì bán đồ này như tất cả. Rồi tiếp tục, tiếp tục con thứ hai cái gì? À, thổ. Ok, thổ đánh nhanh này, thổ đánh nhanh này. À, thổ đánh nhanh không anh em ơi. Thổ đánh 30-40k nhanh gọn này. Rồi, ngừng. Hút sắt. Nhặt đồ. Nhặt đồ. Hàng hỏi gì đây? Cái này ngon ngon chút rồi anh em. Rồi, chỉ được một cái nón rồi trời. Rồi, được một áo phục hồi 30 anh em ơi. Được cái áo này anh em ơi. Áo bên đặc này, hãy cho anh em xem. Không, có áo thời gian chúng đọc chứ. Nón luôn, nón Sida luôn. Phúc. Rồi tiếp tục con tiếp theo. Bây giờ đang nằm động nó bán đồ này. Đó, một áo không có phục hồi nè mà trời ơi, cái áo phục hồi này đã 40. Đem xem cái áo này. Áo đó phục hồi 40 nữa vô tiền nè. Rồi tiếp tục thôi. Rồi tiếp tục. Đang nằm động lên nè, mở bớt tiếp. Đọc cắt bùa đi đâu đi nè. Cái không gian chỗ này đẹp nha anh em, đẹp không? Vừa sang bot bên hông có bờ suối, chỗ này ngồi câu cá là y bài nè. Câu cá rồi nướng cá anh tại chỗ là khó nói luôn. Ok, tiếp tục. Ờ, thấy. Ờ, hộp sạc. Cho nó làm nó dặm thế này. Hết lách ra. Cánh rồi. Cánh rồi. Hai con hấp 5 phút. Nhậm nhậm dữ cho anh thấy đỡ thúng nốt. Một con 1 triệu máu nè. Con 1 triệu máu. Tính là cánh rồi này, cánh phi thuật đại lực. Cái này đang cầm nở hút nha. Cũng không được tay phải khai này 8k lần. Mua lần bài bóp không ai bán nè mày.
tới nữa đang lên group mua là mua 300 mua không ai bán luôn nè. Không ai bán dường như là ít quá. Với lại có là có người khác đặt hết rồi nên là mình không mua được. Mua bữa nhưng mà không được gì luôn. Này, đào top 30 băng sắt các kiểu ơi. Đấy chưa thấy được gì nha. Trời đúng được một cái đai lưng. Trời đai lưng Sida rồi anh em. Nó mang lên nó quăng ra là biết Sida, biết ngay rồi. Lầm xong nó quăng ra là biết Sida rồi. Rồi ok. Và tiếp. Chưa được cái gì luôn. Nãy giờ ba con rồi. Một cái nón rồi nè. Nón thời gian cũng đập. Thì đã. Bói từng con cho nó vui nha nè. 10 con này đánh chắc cũng tầm tính ra nãy tưởng đánh nhanh chứ trời đánh một con gần 2 phút nè. Đánh con gần 2 phút cũng xong rồi. Nếu đánh 20 con, 10 con này chắc phải mất 20 phút. Mua lần bài bot. Mua được mấy nữa. Hiện tại Khải người ở event đó em lên chắc lên top đường môn nữa nhưng mà hiện tại mình chưa cập nhật hay là bó tay nè chưa cập nhật. Kiếm nhiều con ngon rồi. Hàng họ gì đâu. Ai xa được một cái dây chuyền này. Nhặt lên người hết là thấy ngon rồi nha anh em. Bói coi. Áo này thì không cần rồi. Áo vứt rồi. 120 sinh lực làm gì trời. Trời không có thời gian. Không có kháng tất cả. Nhỏ quá. Rồi tiếp tục. Hồi thổ. Hồi thổ nè. Lại hồi thổ. Nó muốn bóp rồi. Ô đánh nhanh. Tính này rất ít đồ quá. Giết con khoảng 2 bài boss ít quá. Đại lực. Cũng là người này. 5 độ. Đừng hết người nào. What the hell. What the hell. Đánh boss không có con món đồ luôn. Vãi nồi. Quá nhỏ luôn nè. Lại thổ nữa. Trời ơi. Đậu xanh. Nhìn nhỏ vậy. Không có món đồ luôn. Rồi. Nếu mà khách buồn qua đứng tanh này. Đứng tanh chủ máu này. Đó.
cho chuyện không kháng cả cho 540 chứng nhận á, 540 một bòi, 540 các kiểu à. Con này thôi chứ không có gì. Thế cố gắng mà ra hơn họ này. Thôi cho chuyện kháng cả nào. Dây chuyền kháng cả áo phục hồi. Cái áo này mà nãy mà có phục hồi 40 nữa vô tiền nè. Trời ơi, được một dây chuyền này mà. Được một dây chuyền này mà. Được một dây chuyền với một cái áo cái băng. Đây áo cái băng này. Áo cái băng đậm đậm nó mang về này. Áo Sida này. Dây chuyền gì đó kháng cả nào. Trời không kháng cả luôn em. Chu vãi. Và tiếp tục. Thủy. Cho đem đọc cách bùa mới một con 1.3 triệu không đem đọc đang có khoảng 3-4-5k nhật đàm 6k nó đưa đem đọc lên này. Ok bùa vô. Bùa vô kèm với thứ 5 mọi người. Cũng tầm đó là mình được đọc nhanh hơn rồi. Anh em đang xem video thì đừng quên cho Khải một like, chia sẻ đợt Khải sẽ cố gắng thu ít boss rồi làm clip bói đồ boss xanh cho anh em xem nha anh em ơi. Cái này anh em muốn đánh boss xanh anh em phải bỏ tiền anh em mua một cái lệnh bài boss là 300 xu. Và anh em khi mở thì anh em sẽ tốn 20 vạn cho một con nha anh em. Là chúng ta sẽ tốn khoảng 300 số với lại 20 vạn sẽ mở được một con boss. Anh này Khải là mở hết 6 con rồi. 6 con chưa được cái gì là hồn nha anh em. Hết 10 con là hết 3 kim. Mà chưa biết được cái gì chưa. Ta bây giờ vẫn chưa được gì. Nếu anh em là muốn xanh boss thì cứ vậy mà làm thôi. Chua quá. Độ cái gì xịn luôn em rớt độ ôi trời ơi được một không được lâm nữa vứt ra rồi này. Biết là không được lên cùi biết ngay mà. Em xem vứt ra là biết cùi rồi nè vì khá auto mua nhặt đồ sáng ngay một đai lưng nữa chứ. Rồi tiếp tục cùi quá mọc mọc thì có nhắm vào cái đồ may mắn rồi chứ chừng chả cái đồ gì nữa. Mọc mà ngon rồi nhẫn với chuyền các kiểu may mắn thì được rồi đứng chơi đi. Rồi, kiếm những cái máy 78 là đẹp nha anh em. Không biết có hay không anh xui. Ở bên xe bờ kia Khải xanh có một clip Khải làm xanh đến gần 500 con nè. Mà tính ra thì đồ làm chậm các kiểu khá là nhiều. Mà cái đồ mà thời gian kháng tất cả này nọ hiếm vãi chướng anh em. Biết bên này đánh cái vỏ ra kháng tất cả không chứ còn bên kia Khải đánh 500 con. Không có một dây chuyền kháng tất cả luôn. Toàn là làm chậm 30, làm chậm 40 kháng lôi cao rồi làm 130 làm 140 thì nhiều nhẫn làm 140 rồi gặp bò thì nhiều có thư tóc rồi đại lực rồi thư tóc rồi
Chỉ có mấy gì thấy đẹp hơn. Không, vũ khí khăn lôi được thì nhận khăn lôi 30 được. Đó, chỉ có mấy cái đấy mới có giá trị thôi. Rồi, kết thúc. Kết thúc đẹp nào. Kết thúc đẹp nào. Kết thúc đẹp. Rồi, một cái kích nè. Một vũ khí, một đại lưng nha anh em. Cái nón này vứt ra chứ nón cùi rồi. Biết ngay mà nó khăn lôi 12 vũ khí. Trời ơi, khăn lôi. Khăn lôi 25 cũng đỡ đi anh em. Trời. Ui vãi đấy. Khăn lôi 5 sinh lượng cho 48 vãi thì. Đại lưng khăn lôi vậy. 19 trời ơi, xì đa quá. Chính vì dạng xì đa không được VIP lắm. Rồi tiếp tục. Màu kim, ui, màu kim đánh hơi bị khôi. Coi, còn con cuối cùng. Đó, con cuối cùng này mà không ra gì nữa là gọi là bay 3 kim. Thôi vì giá thị trường là 300 xu một con em. Nhỏ, nhỏ. Cái này mỗi đồ cái này không xui lắm anh em ơi. Con này mong con cuối là xong rồi nè. Trời. Chưa được cái gì luôn. Nhỏ này. Số nhỏ này. Số đen này. Tính ra cầm nỏ hút này đánh bot này cũng lợi hại rồi. Không tốn bình mana xuống thích. Không tốn bình mana nào luôn, thích vãi. Kiếm cái chiến thắng cả kim ơi. 19-20 rồi đó coi. Kiếm đồ ngon ngon lần sau sang cho anh em xem. Đánh 30 con mà không có đồ gì là hơi bị buồn luôn em. Đánh 10 con mà không có đồ gì là hơi bị buồn luôn em. Lần sau nếu mà có dịp thì Khải sẽ xếp xếp còn 20 con sang cho anh em xem. Tại vì cái lệnh bài này không giữ lâu được anh em. Tại vì nó có thời hạn. Nó có thời hạn chỉ có 5-7 ngày à. Nếu mà anh em mua mà đã dành nhiều quá thì nó hết hàng là phí nè. Nên là chỉ khoảng tầm 10-15-20 con là đánh được rồi. Nó có thời hạn anh em thấy. Cái này chưa này hết hàng là Khải tranh thủ đánh này. Rồi là được một cây vũ khí ngon này. Mấy cái vứt ra bỏ rồi. Đây cái vứt ra đây bao tay đây. Rồi cây vũ khí là nếu có tóc sát thương là đẹp nha. Bồi. Trời ơi không có tốc độ cho không má. Trời ơi. Cái này mà tóc 30-20 nữa ngon rồi anh em. Không có tốc độ sát thương 22. Quá chắc sát thương 60%. Điều thôi cái kích thì bó tay. Kích không ai thèm xài. Rồi xong. Nhỏ con cuối cùng. Lại hơi kim rồi ngon ngon ngon. Cứ kim là được.
xanh đồ này thì cứ ra kim là ghiền anh em. Trời ơi, cái này không có tóc. Tóc 20, bỏ dòng nội lực là tóc 20 vô là đẹp luôn anh em. Bán khoảng hơn 15-20 kim á. Tuy sát thương nó thấp thấp nhưng mà được cái tóc thì nó bù qua bù lại cũng ngon nè. Thôi làm quần cuối. Tính ra một khí là ngon. Nãy tính ra được 3 cái vũ khí nữa. Một cái nỏ này, một cái nỏ này không thức lên này, một cái phá thần kích này. Đấy, với lại một cái kích kia nữa. Cái nỏ, nó hở thủy này. À, vũ khí mọc tính ra tỷ lệ ra vũ khí nhiều lần khá là ngon anh em. Nên mà chịu khó xanh thì cũng rất là chắc đấy. Đây, vũ khí kim, trời kim đẹp quá, không có hấp đồ thôi. Đẹp không hấp đồ luôn. Rồi, lần cuối cùng. Nhỏ quá. Tính ra bó đồ cũng hấp dẫn nè. Nhìn kích đẹp vãi luôn. Chúng tầm này thấy đẹp rồi, nếu có cái tóc luôn quá đẹp luôn. Và nhiều cái kích không ai xài. Này mà kiếm được là nỏ thì cũng bán được 1-2 kim, 3-4 kim. Đây là cái kích thành bó tay. Số nhỏ, số đen. Đây là phi thông. Rồi, tính ra 10 con được 3 cái vũ khí rồi. Đâu, 9 con chứ. Con này đang kiếm cái vũ khí nó đẹp nè. Vũ khí phải tốc độ nha, tốc độ sát thương nha. Vẫn cái tiết này cực. Khải cả auto nè, nên là cứ đồ mà lấm lốm là tự động nó nhặt xong nó vứt nè. Đó, auto 1.9, auto lập đồ á. Nên là anh em cũng vô hiếu rồi, tại vì sao nhặt lên nó vứt ra. Vứt đồ dốm, nó vứt luôn. Rồi xin nó cầm lại đó, như cái này. Đó, như cái mấy cái kháng này thì nó giữ lại. Còn cuối cùng giang máu rồi. Bắn tiếp theo cái kích. À, hôm nay luôn là hết quá, tưởng là nghỉ luôn là đẹp này. Anh em xem clip này thì đừng quên cho Khải một like, vì sẽ ủng hộ đỡ Khải sẽ cố gắng ra những series sandbox em bài bút xanh cho anh em xem nha. Nếu anh em cảm thấy thích thì đừng quên nhấn vào nút like và chia sẻ video giúp Khải anh em ơi. Nếu mà video này hơn 100 like thì Khải sẽ cố gắng làm thêm những video sandbox tiếp tục cho anh em xem. Và những lần sau thì Khải sẽ cố gắng mua thật nhiều lần bài bút đánh cho anh em xem. Đó, chắc chắn như anh em là vậy. Nếu anh em ủng hộ cái series đánh bút như thế này. Rồi, kết thúc. Để cho vút cái bùa cuối cùng ấy. Thường thường ở những server khác là Khải sẽ thả nó vào góc lách. Còn 5-7 con, 4-5 con rồi Khải lái thí nghiệm Khải đánh thôi. Còn server này thì cũng không cần, tại vì làm bài bot hiếm quá. Nên là không có thể thả lần 4-5 con như server cũ được. Server này làm bot, nên làm bài bot hiếm quá, nên là Khải đứng vào này Khải đánh cho anh em xem luôn. Chứ nếu mà có cái nhiều lần bài á, Khải sẽ thả một lần 4-5 con nữa, lấy thứ yên xanh nè. Ui, nhặt là nó vứt không còn món luôn nè, vãi nồi chưa. Coi đầu xanh có đau luôn này nè, vứt luôn, nhặt là vứt luôn, hiểu rồi. Trời ơi, biết ngay mà. Tính ra 10 con boss mà được 4 cái vũ khí nè, tính ra tỷ lệ ra vũ khí khá là nhiều ấy. Không biết đâu, 10 con boss mà ra 4 cái vũ khí nè thôi. Một này, hai này, với hai cây binh con đâm độc. Ok, và bây giờ thì clip của Khải sẽ tạm dừng đây. Và anh em xem video đừng quên ủng hộ Khải một like, chia sẻ ủng hộ, và Khải sẽ cố gắng làm những video tiếp theo cho anh em xem nha anh em ơi. Ok, bye bye anh em, bye bye mọi người.